anh sẽ dám vậy thôi. Đến đau bụng á anh. 2, 3, đau. Ôi cuối cùng, quý vị nhìn đi. Một bên thì thương không, một bên thì ưu thế hơn. Chúng ta chờ xem. Bắt đầu. Nhận xét về bạn này. Rồi bây giờ mình nghe cái người thiệt chợ nói nè. Biết. Rồi bây giờ mình nghe cái người thiệt chợ nói nè. Biết. Quá, nói cái gì anh? Trời ơi, em than gì mà nói chợ là sao? Không, em là có chợ, em siêu thị. Nói siêu thị. Không, lấp lánh siêu thị cái gì? Ok, xin lỗi em, supermarket. Không giận, không giận. Ý của lúc này lúc kia, chợ phiên. Lâu lâu có một lần. Không được, chợ là không thích. Chợ là không thích. À, mò, mò, mò. Mò, mò đi rồi, mò, mò đó. Hả? Nhạc. Bà nhạc. Dạ. Bà nhạc, bà tên nhạc. Bà tên là nhạc anh. Bà tên nhạc. Nhạc nhẽo. Nhạc nhẽo. Mở rộn tuổi bài nhạc. À. Bài nhạc nhạc nhẽo. Yến Duyên. Thích mò quá. Mò mà. Giang. Phải chăng ý em nói em gài cho mấy kèo này? Hai đứa nó ra y như hai cánh cửa vậy đó. Hai cái cột. Hai cái cột hả? Ừ. Cái dòng lắp anh luôn vậy đó. Siêu mẫu sao nó cao, nó đẹp quá. Nhưng mà Minh Tú này sai sai. Sao sai em? Đàn ông lắm anh ơi. Đâu có đâu, em nữ tính. Không em ơi, lần trước em tới đây có nhiều lẹm lộ ra hết rồi. Lần trước sao em quên? Trời ơi, em cũng điên loạn dữ lắm. Em đảo cái vàng phải không Tú? Em có cần anh nhắc em về những cái sự mất nết của em? Dạ cái đó chị hai của em mưu tính, còn em là Minh Tú. Mưu tính hả? Trời ơi. Mưu tính. Hoàng Yến lần đầu tiên đến với chương trình phải không em? Đúng rồi anh, và hầu như là em rất là theo dõi nhiều tập của Giọng Mãi Giọng Mai lắm. À. Ở nhà ngồi đoán, ngồi đoán già, đoán non. Đúng không? Không. Thường là em sẽ nghĩ là mình sẽ đi ngược lại những gì mình đoán. À. Thì chắc là mình sẽ trúng, nhưng mà nhiều khi vô đây bị nghiệp quật á, là mình đoán cái mình đúng, mình ngược lại mình chết luôn. Để coi ngày hôm nay coi Hoàng Yến nếu mà đoán nó ngược với những cái suy nghĩ bình thường thì sao, có đúng không? Nghĩa chỉ cho hai em nó nhạc lên đi catwalk cái cho nó đã cái nư mình. Sao vậy em? Đẹp quá. Cái chuyện mà hai em này đi catwalk là bình thường, ai cũng thấy. Giờ nè, nếu nhạc lên cái hai đứa hát mới ghê nè. Bây giờ một là tụi em hát là trường quay bỏ về. Hai là trường quay đang buồn ngủ sẽ bừng tỉnh dậy, tại dở quá. Cái gì mà ghê quá vậy? Mọi người đang buồn ngủ quá thì được tỉnh ngủ quá, hiểu không? Vậy hả? Thì anh nghĩ rằng đó cũng là một cái liều thuốc cần thiết vào lúc này chứ bộ. Nhưng mà mang tính chất tiêu cực nhiều quá, tôi hát dở quá đó. Vậy hả? Còn Tú em tự tin không? Cũng không. Không. Thôi bây giờ nè, Yến lần đầu đến với chương trình thì anh mời em lựa chọn trước. Em thì thường thường hay đi theo tông màu sắc. Rồi các thể loại thì em nghĩ là mình cứ đen đen lấp lánh được với nhau á. Em cũng đồ lấp lánh được không? Chết thiệt, hai đứa mình trời ơi chết. Quá hợp lý luôn, mời Yến về với Thành. Dạ, lời đầu tiên cho em xin được gửi lời chào đến toàn vị ban giám khảo có mặt ở đây. Ở đây em có giám khảo gì? Đâu giám khảo có mặt ở đây. Em là Võ Hoàng Yến và ngày hôm nay em đến đây được trả lời câu phỏng vấn của mình. Thưa quý vị, vừa rồi là một màn chào đầu vô cùng diễn xuất, thưa quý vị. Diễn xuất đó, với anh đó. Mình cái dám vậy là sao? Diễn đau bụng quá anh. 2, 3, đau. Với cái sự thời trang, với sự tạo dáng cá tính gai góc như thế này. Ừ. Nhưng làm một công việc rất tỉ mỉ. Và lúc bạn ấy hát mà ôm một con mèo thì không liên quan gì nhau chứ. Đúng. Nhưng mà nãy Yến có coi cái nét mặt của con mèo không? Mèo mình khó chịu. Nó khó chịu hả? Thì đó, tự hiểu. Không, con mèo mà nó khó chịu. Thì đó, tự hiểu. Yến chưa có câu trả lời. Chúng ta hỏi những người có chuyên môn. Quỳnh. Ôi cuối cùng, quý vị nhìn đi. Một bên thì thương không, một bên thì ưu thế hơn. Chúng ta chờ xem. Bắt đầu. Trời. Thưa quý vị, quá khủng khiếp. Quá trời ơi. Thưa quý vị, lẽ ra là chúng tôi bắt đầu đếm cái hải sản, nhưng hai đội đều chơi không đúng luật, nên cả hai đội đều không được tính hải sản ở trò chơi này.
không. Theo cái bộ óc suy đoán của em, dòng nào chương trình cũng tự nhiên có cô này được nghe nguyên giọng từ đầu đến cuối đó, định lừa mình. Em suy đoán là chắc chắn là hay. Anh thấy không, tự nhiên trang phục lên cái tinh thần đồng đội nó cao lắm. Đúng anh nào dễ sợ. Ờ, tụi em không biết cái gì, nói y như đúng rồi anh. Là một cái thuyết âm luôn. Đã đi vô làm sơn là một môi trường rất nhiều hóa học, cái làm giọng mình bị sao khàn đặc. Chính vì vậy mà người ta sẽ nghĩ bạn này hát không hay. Ừ. Nhưng thật ra bạn này hát hay. Tại điều nhìn cũng không có ngoại hình mà đẹp là được. Không biết là mình có thể tìm được người hát hay hay hát dở, nhưng mà hôm nay là tính mạng Trấn Thành rất nguy kịch với hai nhân vật kế bên. Ế như em cứ đẹp là được. Cái Hương chọn một siêu mẫu mà giờ nói ế tội nghiệp quá. Nhỏ tới đây kiếm chồng. Trời ơi, em có kiếm đâu. Ủa mới gặp nhau chương trình kia. Em chị bán kiếm em, chồng em, mà. Em không có kiếm. Em chỉ cũng muốn tốt cho em thôi cưng. Thành cho hai em ly cà phê luôn Thành. Quán đóng cửa, không muốn tiếp hai đứa nữa. Bạn này thì cho em cái cảm giác là rất chảy chuốt, chỉnh chu. Mà càng thể hiện nhiều là hình như là hát không có hay mới thể hiện nhiều. Nhận xét về bạn này. Rồi bây giờ mình nghe cái người thiệt chợ nói nè. Biết. Rồi bây giờ mình nghe cái người thiệt chợ nói nè. Biết. Quá, nói cái gì anh? Trời ơi, em than gì mà nói chợ là sao? Không, em là có chợ, em siêu thị. Nói siêu thị. Không, lấp lánh siêu thị cái gì. Ok, xin lỗi em, supermarket. Không giận, không giận. Ý của lúc này lúc kia, chợ phiên. Lâu lâu có một lần. Không được, chợ là không thích. Chợ là không thích. Mall đi. Mall đó. Department store. Mỹ, bên Mỹ cái mall. Sao mall? Thì theo mall thấy á. Theo mall thấy là bạn này có một cái dáng đứng rất là cường tráng. Một và thấy có chắc chắn là có thể lực. Bà đang tìm chồng hả bà? Đang nói về ông hát đây nè. Đang tìm chồng cho Tú. Ừ. Hả? Chị đang tìm chồng cho giùm em luôn. Sẵn mo nó my gu, nó my gu. Ok thôi chị sai. Tú nói bạn này không phải gu Tú hả? Gu Tú là gì vậy? Dạ. Dạ gu em là anh á. Hả? Em nói gì? Gu em là anh đó. Gu em là anh đó. Ôi rối quá, rối quá em rồi. Hả? Nhạc. Bà Nhạc. Dạ. Bà Nhạc, bà tên Nhạc. Bà tên là Nhạc á anh. Bà tên Nhạc. Nhạc nhẽo. Nhạc nhẽo đúng rồi. Bà mới rộn tưởng bà Nhạc. À. Bà Nhạc nhạc nhẽo. Tiếng Duyên. Thích mò quá. Mò mà. Trời giống. Nói xong tôi không biết là khớp hay không khớp. Vậy hả? Nấu dịch rồi. Nó nhét miệng rồi. Làm cho những người ở đây bình luận phải mệt mỏi. Lại. Có cảm giác đưa cái bài này ra như lêu lêu mấy cái người thì vậy đó. Kiểu mới giống như họ khách biết hát hay không đó. Kiểu gì? Rõ ràng là khiêu khích. Cà khịa mình đó. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ để tập được cái đoạn nó không có đơn giản đâu. Anh chưa thấy cái lưỡi của Yến với lại Tú nó đánh đâu. Cái lưỡi của Yến với Tú đánh hơn mà đánh trứng nữa. Anh nói hồi em tưởng tượng giống tắc kè rồi. Thử ra coi. Làm được là hết dở. Vô hết. Em nghĩ là hát hay. Cán bộ diễn á. Để nghe cán bộ nói. Cán bộ phường nói. Làm đi. Cân chỉ phải đưa cái lưỡi ra ngoài. Em à. Chỉ ở trong đi cân là xong rồi. Nói thật nha, anh thấy em làm không có điêu luyện bằng Yến luôn á. Thì đúng rồi. Sao được? Sao được? Ngồi Yến là nó lấy lưỡi xài hàng ngày mà. Hả? Tại gì vậy? Ăn uống không? Em đâu phải chó đâu mà liếm của đó. Không, như em ăn. Con đùa em sao em không hợp tác nhanh vậy trơn. Cách hết, cách hết, cách hết. Tưởng tượng mà là ăn uống cái gì chúng nó. Thì em ăn cái gì khác nó được mệt lắm. Bây giờ cho nghỉ với làm 10 phút được không? Hả? Động. Vậy em thấy thế nào Yến? Nét diễn hồi hộp này. Mình nhận xét thôi. Ừ. Đừng có cọc. Không, em đang suy nghĩ. Mà em suy nghĩ nó nghiêm trọng lắm. Thôi anh nói trước đi. Cho qua. Trấn Thành. Nhép là vô đó. Nhưng mà Hiểu không Quỳnh? Hiểu không? Dạ. Vô là vô đó, nhưng mà dở đó. Cái mặt kỳ nó, cái nết kỳ nó. Anh nhớ lại câu bạn số 1. Bạn này cái dáng cũng lơ lơ giống vậy nè. Dễ gì cái điều đó lặp lại 2 lần trong chương trình này. Chính vì điều đó mà nhiều khi lặp lại 2 lần đó. Nghiêng nói gì anh? Hả? Anh không quan tâm lắm. Điền vào chỗ trống. Chúng tôi sẽ có hai đáp án A và B.
chấm chấm. Vũng mắm, vũng chào, vũng la, vũng sư, vũng nào cũng thương. A vũng rô, B vũng dông. Bắt đầu. Chưa chắc mà đi trước là anh biết rồi nha. Trả lời sai cái là đội nghĩa viên đúng nha. À trời trời. Ủa ai giật thì giật đi, giật cái giấy. Chị sao vậy? Chị 50-50 rồi chị, 50-50 rồi giật không đi. Cái giấy giật ở đây nè. Trời. 7-7. Giật ở đây nè, giật đi. Giật lên. Giật cái chị. Rồi. Giỡn Hoàng Yến. Giỡn Hoàng Yến, quay lại đây, quay lại đây, quay lại đây. Như vậy người giật được cái chuông kêu là Giỡn Hoàng Yến. Đây. A vũng rô và B là vũng dông. B, 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 chính xác. Xin đọc lại.